Chào anh em, hôm nay mình muốn mời các bạn đến tham quan một cái dự án đầu tư để cho thuê. Đây là một cái dự án với tổng diện tích đó là 200m² với 60 phòng. Trong các dự án thì tôi đánh giá đây là một cái dự án với cái khối lượng phòng cũng tương đối là không phải nhỏ. Thì trước khi vào đến cái dự án này, tôi sẽ muốn mời anh em tham quan qua cái bản thiết kế về mặt bằng của cái dự án này. Thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn tổng quan về cái dự án này như sau. Thứ nhất là về cái mặt tiền, đó là nó có chiều rộng đó là 10m² và chiều dài đó là gần 20m², đó là 19,8. Như vậy là chúng ta biết đó là tổng diện tích đó là 200m². Thì các phòng ở đây được bố trí như thế nào? Thì các phòng chia ra đó là từ 13m² đến 20m². Với những cái chức năng chính của các phòng đó là phân công năng, đó là khu vực đó là phòng khách này, phòng đa năng này, khu vực nấu ăn này và khu vực nhà vệ sinh. Thì đây là cái nhu cầu cơ bản của những cái đối tượng để đi cho thuê. Tất cả những cái phòng này đều có các xếp. Qua cái mặt bằng này thì tôi cũng chia sẻ các bạn sâu thêm những cái kích thước ở trong cái mặt bằng này, cái dự án này, những cái vị trí. Thứ nhất là đầu tiên là chúng ta sẽ để ý hơn về cái đầu tiên chúng ta sẽ để ý đó là cái vấn đề đó là cái phần hành lang. Người ta bảo là cái giao thông là cũng vô cùng quan trọng, thì chúng ta sẽ biết xem là cái dự án này nó để cái kích thước như thế nào. Với cái kích thước này là cái chiều rộng của hành lang đó là 1m2. Với cái kinh nghiệm của tôi thiết kế thì tôi thấy là đây là một cái kích thước là vô cùng hợp lý, thông thoáng và nó cũng không, mình cũng không để quá rộng để tối ưu cho vấn đề này đầu tư. Tiếp đó là vấn đề là về cái diện tích phòng. Diện tích phòng từ 13m² đến 20m² là tôi tương đối là hợp lý để cho ở cho cái phòng khép kín này, có các xếp này. Tiếp đó là cái vấn đề là chức năng. Chức năng thì về cơ bản là đầy đủ cho một cái phòng, đó là vị trí đó là nấu ăn này và phòng tiếp khách này và vệ sinh, đó là cơ bản. Tiếp đó là về cái vấn đề là giao thông, thì ở đây cái dự án này nó là bố trí đó là cái phần giao thông có hai vị trí, đó là cầu thang máy và cầu thang bộ, thì rất thuận tiện cho cái việc lưu thông cho cái tòa nhà này. Tiếp đó thì tôi sẽ mời anh em tham quan thực tế cái dự án này như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tham quan qua cái bề ngoài, tức là cái mặt tiền của nó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tham quan ra cái mặt tiền của nó. Thì mặt tiền của nó có cái thiết kế vô cùng đẹp. Đó là những cái điểm nhấn. Tôi đánh giá trong cái quá trình làm và thiết kế của tôi thì tôi đánh giá đây là một... Thì đầu tiên chúng ta sẽ tham quan qua mặt tiền. Qua mặt tiền thì anh em cũng đã thấy với cái phong cách thiết kế này tôi thấy là tương đối là đẹp mà sang trọng, rất phù hợp với cả cái dự án về đầu tư để nhà cho thuê. Tôi thấy là cái mặt tiền này cũng vô cùng quan trọng để giúp cho cái giá trị bất động sản của mình nó được nâng cao hơn và được khách hàng người ta thích hơn. Phong cách này thì tôi thấy hơi một chút là có điểm nhấn, đó là về tân cổ điển. Có những cái đường phào chỉ tôi thấy là vô cùng ấn tượng và đẹp. Đặc biệt ở đây là như anh em thấy là đều các mặt thoáng, thì trong cái thiết kế này cũng đều tối ưu tất cả các mặt thoáng, ví dụ mặt trước này và mặt bên đều có thể là mặt trước và mặt bên đều có cửa sổ và ô thoáng. Tiếp đó thì tôi muốn mời anh em tham quan vào trong cái dự án này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến vị trí đó là cầu thang. Thì ở đây là có hai vị trí, đó là cầu thang, đó là giao thông, thì có cầu thang bộ và cầu thang máy. Như các anh em thấy thì đây là bên cạnh cái cầu thang đấy là bố trí cái vị trí đó là các công tơ điện để mục đích đó là giám sát và quản lý nó dễ dàng. Tiếp đó ở những cái hành lang cũng đều thiết kế có những cái ô thoáng để tạo cho lưu thông không khí nó thuận lợi. Tiếp theo tôi muốn mời anh em tham quan một cái phòng mẫu, một cái phòng điển hình của cái dự án này. Đây ạ, mời anh em tham quan. Về cơ bản thì với cái phòng này thì tất cả sơn đều là màu trắng để tạo cho cái không gian nó rộng rãi và thoáng mát.
Quan trọng hơn nữa là cái việc này mình cũng làm cái vấn đề chi phí đầu tư mình cũng là tối ưu. Tiếp đó là cái việc tiếp đó là đến khu vực đó là bếp nấu ăn. Thì ở đây thì, chủ dự án cũng đã đầu tư cho cái khu vực đó là cái bếp dưới này để cho khu vực để đó là khu vực nấu ăn, bát đũa với cả song lồi và kết hợp mặt đá, chậu và vòi. Bên cạnh đó là có vị trí nó để tủ lạnh. Tủ lạnh cũng đã để cho những cái ổ điện chờ, chỉ cần bên chủ tủ lạnh là để là vào là được thôi. Và chúng ta xem qua những cái thiết bị điện ở đây thì đầu tư những gì, đó là vấn đề các công tắc này và những cái thiết bị tắt mở cho cái vấn đề nóng lạnh và điều hòa, và các thiết bị sẵn đó là như là ổ chờ, ổ cắm của wifi với cả của internet, của truyền hình cáp. Đây là tất cả những trong quá trình làm việc của tôi thấy là cái những cái vị trí mà mình bố trí điện này là cũng vô cùng quan trọng, và các thiết bị này chúng ta nên kiểm tra kỹ để chúng ta đưa vào những thiết kế đúng vị trí và không thừa và không thiếu, để cho cái quá trình người ta sử dụng, khách hàng sử dụng ở đây là người ta thoải mái, thuận tiện. Tiếp đó là mời anh em xem qua đó là cái vị trí đó là cái gác xép. Gác xép thì chủ nhà cũng đầu tư đó là có cái cầu thang đi lên, và cầu thang đi lên tôi thấy là có cái rất hay, đó là tiện, đó là có thể gấp đi gấp lại được, có thể gấp gọn được. Mời anh em tham quan qua khu vệ sinh, chủ nhà cũng đã đầu tư các thiết bị cơ bản trong một khu vệ sinh, đó là hút mùi, quạt quạt thông gió này, và bệ bệt sen vòi nóng lạnh. Với cái sàn tiếp đó mời anh em tham quan qua cái gác lửng. Thì về cái sàn gác lửng này thì trải một lớp sàn nhựa tạo cho cái sàn này nó giả gỗ, rất trông nó rất sáng và nó sạch. Trên đây tôi có chia sẻ với anh em những cái hình ảnh thực tế về những cái dự án đầu tư bất động sản cho thuê. Tôi rất mong muốn anh em sử dụng những cái hình ảnh này, những cái thông tin này để mục đích đầu tư cho những cái dự án của mình nó tối ưu hơn và hiệu quả hơn. Nếu anh em muốn tư vấn sâu hơn về lĩnh vực tư vấn và đầu tư bất động sản cho thuê này thì anh em có thể liên hệ với tôi qua những cái thông tin tôi để dưới đây. Xin cảm ơn anh em đã dành thời gian và lắng nghe video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong các video tiếp theo về đầu tư bất động sản cho thuê. Xin chào và hẹn gặp lại.